Ba kiểu người càng sống lâu càng được trời cho phúc. Quý vị thân mến, cổ ngữ có câu: mệnh do kỳ tạo, phúc tự kỳ cầu. Sống ở đời có bao nhiêu phúc khí, trước giờ đều không tự rơi từ trên trời xuống. Tất cả là do chính bản thân bạn tích lũy mà có được. Khi bạn không có đức hạnh, cuộc sống dù có tốt đẹp đến đâu, sau cùng hạnh phúc sẽ cạn kiệt. Khi tích phước cho bản thân thông qua hành động của mình, thì phúc đức tích được sẽ khiến cho cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, có ba loại người dễ tích phúc nhất, càng về già sẽ càng có số hưởng. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và suy ngẫm bài chia sẻ của chúng tôi hôm nay quý vị nhé. Một là người tự giác có chí lớn ở tương lai. Đa số những người sau cùng có thể nổi bật và tỏa sáng là bởi vì họ đã tích lũy, đã trải nghiệm đủ rồi. Chẳng có thành công nào từ trên trời rơi xuống cả. Ngay cả khi bạn nỗ lực, nó như nước chảy đá mòn. Có thể chúng ta sẽ không thấy được chút tác dụng gì trong thời gian ngắn. Nhưng nếu bạn kiên trì tới cùng, bạn hoàn toàn có thể thay đổi cả cuộc đời mình. Trên đời này, thành công không dễ dàng đến với ai. May mắn từ trên trời cũng chẳng rơi xuống bất cứ ai. Cuộc sống này có quy luật của nó. Tất cả những thứ bạn chịu đựng rồi có ngày sẽ biến thành phước lành của bạn. Bạn càng chăm chỉ khi còn trẻ thì cuộc sống về già sẽ càng an nhàn. 2. Người tử tế ưu tiên mọi việc với gia đình và người thân. Hạnh phúc lớn nhất đời người không phải ở ngôi nhà to, không phải ăn uống sang chảnh, mà là khi về nhà được cùng với người thân quây quần bên bữa cơm, nói đủ thứ chuyện ở trên đời. Trong suốt cuộc sống hôn nhân, người chồng chưa từng làm vợ khóc, luôn bảo vệ ở bên khi cần thiết. Người vợ cũng luôn dịu dàng, thấu hiểu, đem lại cho người chồng cảm giác ấm áp. Cứ như vậy, cuộc sống của họ tuy không giàu có, nhưng mỗi ngày đều rất trọn vẹn. Khuôn mặt hai người lúc nào cũng tươi rói, khiến người ta cảm nhận được niềm hạnh phúc tới từ gia đình nhỏ của cả hai. Thành công nhất của người đàn ông chính là biết dùng sự dịu dàng ấm áp của mình để dành cho người thân của mình. Càng lớn tuổi ta càng nhận ra tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân, gia đình mới là thứ vững chắc nhất. Phúc khí không phải là một làm việc tốt, nỗ lực một ngày, quan tâm người khác một lần là sẽ có được, mà nó cần chúng ta tích lũy từng chút một. 3. Người thường xuyên làm việc tốt và nhân đạo. Cuộc sống này như một con heo đất, mỗi ngày thiện chí bạn gửi sẽ âm thầm trở thành phước lành của bạn. Lòng tốt giống như một dây chuyền, chỉ cần bạn sẵn lòng cho đi thì lòng tốt sẽ tăng lên, và sau cùng tất cả lòng tốt mà bạn cho đi sẽ được đáp lại theo một cách nào đó. Cuộc sống này là một tiếng vọng, khi bạn cho người khác điều tốt nhất, bạn cũng sẽ nhận lại được điều tốt nhất từ họ. Lòng tốt là một loại đầu tư khôn ngoan, có thể vào khoảnh khắc bạn cho đi lòng tốt của mình, bạn sẽ bị mất đi một thứ đó. Nhưng hầu hết, những thứ đã mất này sẽ đều được biến thành những lòng tốt, những sự giúp đỡ quý giá. Khi bạn cho đi lòng tốt càng nhiều, bạn sẽ thấy rằng con đường của mình ngày một rộng hơn. Khi bạn gặp khó khăn, sẽ luôn có người mà bạn từng giúp đỡ ở đó để mở ra cho bạn một cánh cửa khác. Quý vị thân mến, nếu như có khát vọng được sống một cuộc đời đầy phúc khí và có ý nghĩa, hãy nhớ kỹ năm đặc điểm của người càng sống càng bạc phúc sau đây. Dính phải một điều thì cuối đời cũng khó yên ấm. Nếu đang sở hữu dù chỉ một trong năm đặc điểm này, quý vị hãy sửa ngay để cuộc sống được thuận buồm xuôi gió nhé. 1. Thường xuyên nhìn vào điểm yếu của người khác. Có nhiều người lúc nào cũng tự nhận mình là cao quý, xem thường người khác, nhất là khi người khác vừa mở lời thì họ lập tức phản bác, chỉ ra nhược điểm của bản thân, khiến họ xấu hổ và đánh mất đi thể diện. Nhưng với khuyết điểm của chính mình thì kiểu người này lại vô cùng khoan dung, không cho phép người khác bêu díu. Những người mà chỉ biết nhìn vào nhược điểm của người khác, ngoài việc cho thấy bản thân chưa tu dưỡng đủ, họ còn đang tự hạ thấp đi giá trị của chính mình. Một người không đủ tốt số là bởi vì họ chưa tu dưỡng đủ. Họ thường nói những lời hằn học, thiếu tích cực, cũng từ đó mà hành vi cử chỉ của họ bị ảnh hưởng, số phận vì vậy càng lúc càng tệ hơn. 2. Tham lam.
Người có lòng tham lam, dù là có nhiều tiền cũng chưa cảm thấy đủ, lúc nào cũng thấy mình khổ sở. Làm người phải biết đủ thì mới có thể thường xuyên cảm nhận được niềm vui. Người không biết đủ thì sớm muộn cũng rơi vào cạm bẫy của lợi ích. Lòng càng tham thì sẽ càng bị sa lầy càng sâu. Ba là thích so bì. Theo tiến sĩ, ngày nay mọi người gần như không thể tránh khỏi sự so sánh bởi mạng xã hội cho phép chúng ta liên tục truy cập vào cuộc sống của nhau. Vào bất cứ thời điểm nào, chúng ta đều có thể mở điện thoại, nhìn một khoảnh khắc nhỏ trong cuộc đời người khác rồi suy nghĩ, tại sao mình không làm như những gì cô ấy đang làm, hoặc mình giỏi hơn anh ta nhiều. Quá trình suy nghĩ này chỉ gây hại và lãng phí năng lượng vì mạng xã hội, chỉ là một lát cắt nhỏ của cuộc sống, vị chuyên gia tâm lý nói. Có nhiều người rất thích so bì, thường có tâm lý đố kỵ, ghen ghét những người có điều kiện tốt hơn mình. Những người sống so bì thường có lòng dạ hẹp hòi, nhìn thấy người khác sống tốt là không vừa mắt. Khi họ nhìn thấy khoảng cách giữa bản thân và người khác, họ sẽ chẳng tĩnh tâm mà suy nghĩ phản tĩnh, khiêm tốn học điểm tốt của họ. Có một câu chuyện như thế này. Chủ nhân bài viết là sinh viên tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, có công việc đàng hoàng, ổn định và thu nhập cao. Vốn dĩ cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, cho đến khi vô tình biết được người anh họ chỉ tốt nghiệp cấp 3 của mình đã bất ngờ phát tài nhờ vào Nam kinh doanh trong 2 năm qua. Nhìn anh họ về quê lái xe sang, đeo vàng bạc, trở thành đối tượng ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Cô bỗng cảm thấy tủi thân và bực bội. Tại sao tôi lại thua thảm hại đến như vậy sau bao nhiêu năm học tập chăm chỉ? Nhất thời nông nổi, cô xin nghỉ việc mặc cho gia đình can ngăn, chọn con đường khởi nghiệp kinh doanh nhưng lại thua lỗ trắng tay. Trên thực tế, tất cả những điều này đều là do tâm so sánh gây ra. Trong cuộc sống, những điều như thế này xảy ra mọi lúc mọi nơi. Thấy người khác mua túi hiệu cũng mù quáng mua theo, ghen tị khi người khác mua xe mới, âm thầm nghiến răng vay tiền đi mua. Tại sao tôi không phải là người có một cuộc sống tốt? Tại sao cuộc sống của họ lại thuận lợi như vậy? Quá nhiều sự so sánh dễ khiến con người ta mất cân bằng tâm lý, cảm xúc lo lắng, phiền muộn tăng lên. Mà lại quên rằng trong suốt cuộc đời, đại đa số chúng ta đều chỉ là những người bình thường giữa vô vàn những người bình thường. Sống một cuộc sống bình thường, ngẩng lên không bằng ai, nhưng cúi xuống cũng còn nhiều người chưa bằng mình. Marshall Grossenberg từng nói, nếu bạn muốn sống một cuộc đời khốn khổ, hãy so sánh mình với người khác. Khi giữa thực tế và kỳ vọng có một khoảng cách nhất định, càng so sánh sẽ càng đau thương. Luôn nghĩ đến việc thua kém người khác mà quên đi nhu cầu thật sự của mình. So sánh một cách mù quáng sẽ chỉ khiến cho bạn sống trong cái bóng của người khác. Trong thời đại thông tin, rất nhiều người trong chúng ta trước khi đi ngủ hay sau khi thức dậy đều không thể không lướt điện thoại. Chỉ cần lướt điện thoại vài phút, đầu đầu bạn cũng có thể thấy ảnh selfie, vé du lịch vòng quanh thế giới, cảnh đẹp, đồ ăn ngon, xe sang nhà xịn. Dường như những gì dưới ống kính của người khác mới là cuộc sống, còn bản thân chỉ được xem là sinh tồn. Trong một khoảnh khắc, bạn lại cảm thấy rằng mình là một người bất hạnh nhất thế giới. Sống ở đời không cần ngước lên nhìn người khác, càng đừng hạ thấp bản thân mình. Cho dù bạn có thu nhập hàng tháng 30 triệu hay chỉ là 10 triệu, bất kể bạn ở đâu, chỉ cần bạn nghiêm túc và nhiệt huyết với cuộc sống, vậy là đủ rồi. Đừng so sánh một cách mù quáng, nghe theo trái tim và sống theo cách bạn muốn. Đừng ghen tị với người khác, chỉ cần tập trung vào chính mình, sống tốt cuộc sống của bạn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Khi không để sự so sánh quyết định cách nhìn nhận bản thân, bạn sẽ thấy chỉ có ý kiến của một người quan trọng, đó là bạn. Từ đây bạn có thể sống cuộc đời của mình theo một cách trọn vẹn nhất. 4. Thích thể diện. Có nhiều người cho rằng muốn thành công là phải có thể diện. Khi một người sống vì thể diện, họ sẽ phải đoán ý người khác để lựa theo họ, vì họ cho rằng chỉ có như vậy người ta mới nói ra những lời tử tế, cư xử lịch sự với chính mình. Nhưng thực tế, những lời hay ho mà người khác nói với bạn chưa chắc đã thật lòng, chỉ là dễ nghe, mà có khi chẳng hề chân thật một chút nào cả. Không chỉ vậy,
Những người thích thể diện cũng không dám đường đường chính chính ứng xử với người khác. Khi bị bắt nạt, có khi cũng chỉ biết nuốt cục tức vào bên trong. 5. Không thể tĩnh tâm. Người không thể tĩnh tâm, tâm trạng lúc nào cũng bấn loạn, bứt rứt và dễ bị sự phẫn nộ thao túng. Khi gặp chuyện không vừa ý, sự giận dữ sẽ xuất hiện, từ đó sẽ phạm đến những chuyện sai lầm. Một khi phạm sai lầm thì sự tức giận sẽ tăng lên, căng thẳng hơn rất nhiều. Lâu dần hậu quả của vòng luẩn quẩn ấy không chỉ khiến hiệu suất công việc giảm sút mà còn phá hủy các mối quan hệ xã giao, xung đột mâu thuẫn với người khác cũng sẽ nhiều lên.